Để hôm nay tôi chỉ mọi người làm cheese foam uống chung với trà sữa. Cái công thức này đối với tôi thì nó ngon lé mắt. Năm trước Dalgona đi ngang qua đời tôi để lại cái cây này. Năm nay mọi người lấy ra một chút whipping cream với lại cream cheese là làm được rồi. À thêm chút sữa nữa nghe. Đầu tiên là mình lấy ra 56.25g cục cream cheese. Tương đương đó là một muỗng cơm đường, bớt bớt chút chút cho đỡ mập nè. Tụi mình sẽ quện hai cái đó vào với nhau. Cục cheese mà để nhiệt độ phòng nó mềm mới dễ quện lắm. Tới khúc này quan trọng nghe, cho 3 muỗng ăn cơm whipping cream, thêm 2 muỗng ăn cơm sữa tươi không đường. Rồi, tới bây giờ là bày bi khuấy lên. Tôi có một bí kíp mà để cho nó đừng có bị mỏi tay, là mọi người cứ dòm bâng quơ ngoài đường xong rồi làm trong vô thức, lâu lâu ghé xuống dòm cái kiểm tra. Ủa mà nói chứ đừng có ngủ quên nha. Đánh tới khi nào mà từ cái cây đánh trứng bự nó thành cái cây đánh trứng mini là được rồi. Giỡn chứ cái này nó dễ đặt lắm, làm chút xíu là xong rồi. Đối với mình thì tinh hoa cheese foam nó nằm đây nha, rắc chút xíu muối muối vô. Khúc này mà còn nhạt thì mấy bạn nhớ thêm đường vậy thôi. Bây giờ mình sẽ chế lên cà phê. Ta nói đâu có dám đổ nhiều như ngoài tiệm đâu. Múc ít ít uống từ từ cho nó đỡ mập. Chúc mấy bạn thành công.